Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Guto sẽ giới thiệu với các bạn về nồi nấu đa năng của Bosch, Bosch MUC88. Đây là một trong những cái nồi nấu đa năng thế hệ mới. Bosch đã ứng dụng công nghệ từ trong việc sản xuất các đồ dùng gia dụng. Với công nghệ từ, nồi nấu đa năng của Bosch đã tiết kiệm được nhiều điện hơn và nồi nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn cũng như là an toàn hơn. Và với nồi nấu đa năng của Bosch với công suất là 1.200W và nó có đến 50 chương trình nấu tự động. Như các bạn thấy thì nồi nấu đa năng của Bosch được thiết kế rất là chắc chắn với màu sắc chủ đạo của nó là màu đen của nhựa và kết hợp với cái phần kim loại không gỉ được mạ một lớp màu nâu nhìn rất là sang trọng. Và ở phía sau của Bosch còn được thiết kế cái phần mà hơi nước nó sẽ ra ở phía này. Phần hơi nước này khi đầy các bạn có thể bỏ và có quai cầm như vậy. Bạn có thể xách và di chuyển nồi rất là dễ dàng. Ở phía về phía van và phía nắp mở của Bosch thì được thiết kế như bạn thấy là đây chính là cái van hơi của nồi và các bạn có thể một là xoay ngang như này có nghĩa là khóa van hơi đóng van hơi và các bạn vặn chéo là khi mở van hơi và sau khi mở van hơi thì các bạn mới có thể ấn nút mở bên dưới này. Như vậy với thiết kế này thì Bosch có đến hai phần khóa an toàn. Về phần điều chỉnh các chức năng thì ở đây có phần màn hình ngay ở phía bên trên nắp và nó được thiết kế rất là rộng, to và dễ nhìn với các cái phần chức năng và các cái phần để cho các thông số thể hiện cũng rất rõ ràng. Các cái phím thì bằng phím bấm, bạn dễ dàng để điều khiển và bấm các cái phím này và nhìn các biểu tượng là các bạn có thể hiểu được cái chức năng của các phím. Như các bạn thấy đi, nồi được thiết kế rất là chắc chắn. Khi mà mở nồi lên thì các bạn cần phải, đây là cái van hơi của nồi nhá, thì các bạn cần phải xoáy chéo nó lên và sau đấy thì các bạn bấm cái nút ở dưới thân nó này. Như vậy là Bosch có đến hai cái chức năng khóa cho nồi này để hạn chế cái việc khi mà nồi còn nóng các bạn mở lên dễ bị bỏng. Thì các bạn nhìn thấy là cái phần thiết kế của nó rất là chắc chắn, từ những cái ốc vít này các bạn nhìn thấy rất cực kỳ dày dặn và làm bằng thép không gỉ hết toàn bộ. Và cái phần nhựa những cái phần nhựa bên trong quá trình nấu này đều là những cái loại nhựa rất là an toàn, được châu Âu sử dụng cho những cái trong cái các cái sản xuất thực phẩm. Và đây là cái lõi nồi này, nó rất là nặng và dày, cực kỳ chắc chắn. Bên trong là phủ lớp chống dính và lớp chống dính này cũng là lớp chống dính chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe. Cùng với đấy là cái vạch phân chia về mức độ nước ở trong này, các mực ở trong này để các bạn lựa chọn. Bên ngoài thì nó được mạ chrome rất là bóng, các bạn rất dễ vệ sinh và giữ sạch đẹp cái phần lõi này của nồi. Còn phần phía bên trong như các bạn thấy là nó bếp nồi này là nồi sử dụng công nghệ từ nhá, cái phần xung quanh này của nồi là hoàn toàn bằng nhựa này, nhựa chất lượng cao và cái phần dưới đáy này nó chỉ có duy nhất một cái phần nút này và cái phần từ nó sẽ tác động trực tiếp vào cái lõi nồi và làm nóng nồi cũng như sẽ làm nóng thức ăn, nó làm giảm nhanh các cái quá trình truyền nhiệt không giống như các cái loại nồi sử dụng điện thông thường này để làm nóng máy xo và đấy từ đấy rồi mới làm nóng nồi. Còn ở đây là nó sẽ tác động trực tiếp vào cái đáy nồi luôn. Và bây giờ Guto sẽ giới thiệu qua các cái chức năng chính và cách thức sử dụng của nồi nấu đa năng Bosch. Như các bạn nhìn thấy là khi các bạn cắm điện vào thì ánh sáng sẽ xuất hiện ở đây ở cái nút power, nút bật tắt của nồi và các bạn có thể bắt đầu điều chỉnh và lựa chọn chương trình nấu. Khi các bạn bật nút power lên sẽ có dấu hiệu về điện và các cái chỉ số nhấp nháy ở đây. Đây là toàn bộ cái màn hình để các bạn thấy được là bạn chọn chương trình nào và các bạn thiết lập các cái thông số về nhiệt độ và thời gian ra sao. Và một cái lưu ý nữa mình muốn giới thiệu với các bạn là khi các bạn mở hoặc là mở van và đây là đóng van thì đều có cái âm thanh của nồi để báo hiệu là nồi đang thay đổi cái trạng thái mở và đóng van. Còn về chương trình thì các bạn có thể lựa chọn với cái phím menu ở phía góc bên tay trái này có hình vuông đây thì các bạn lựa chọn thì đây là chương trình thứ nhất, ghế xếp 1, ghế xếp 2 là hai chương trình mà các bạn thể tự lựa chọn về thời gian cũng như là nhiệt độ mà các bạn muốn. Thì các bạn có thể lựa chọn cái biểu tượng thời gian là cái biểu tượng về cái hình đồng hồ cát đây, nó sẽ thay đổi từ 1 phút 1 và sau khi lựa chọn xong thời gian thì các bạn có thể lựa chọn được nhiệt độ. Về nhiệt độ các bạn có thể ấn thay đổi liên tục hoặc là thay đổi từ 5 độ C 1.
Và cái hình có cái như cái hình hơi nước ở đây là khi các bạn lựa chọn là có thể nấu chế độ một cái luồng hơi nước hoặc là tăng gấp đôi cái lượng hơi nước lên để tăng áp suất. Với cái chương trình nấu về hơi nước thì nó sẽ làm tăng áp suất nồi lên rất là nhiều. Vì vậy các bạn sẽ nấu rất nhanh. Sau khi lựa chọn xong chương trình thì các bạn ấn chữ về ở đây. Thì nồi sẽ bắt đầu hoạt động. Và nếu như các bạn muốn thiết lập lại từ đầu, lựa chọn lại cái chương trình nấu thì các bạn bấm vào dấu X ở đây là các bạn xóa cái chương trình mà các bạn vừa mới cài đặt xong. Ở cái chương trình mà tự động cài đặt này thì các bạn lưu ý nhé. Khi mà mình lựa chọn cái setup này, mình lựa chọn nhiệt độ, sau đó mình lựa chọn về mình lựa chọn thời gian, sau đó mình lựa chọn nhiệt độ. Và như thế mình không lựa chọn cái phần nấu hơi nước và mình ấn cho hoạt động thì nồi sẽ thông báo với các bạn luôn có âm thanh như này. Có ý nghĩa là và có biểu tượng chữ open ở đây là bạn phải mở cái van hơi của nồi ra. Như vậy nồi sẽ nấu, đây là chế độ nấu thông thường. Đấy là một lưu ý này. Phần thứ hai là phần về các cái chương trình nấu đã được cài đặt sẵn ấy. Thì ở với chương nồi nấu đa năng của Bosch thì có đến 50 chương trình được nấu cài đặt tự động sẵn. Và ở đây là có biểu tượng là 16 cái chương trình để các bạn lựa chọn. Cùng với các cái chương trình đấy thì các bạn có thể lựa chọn thời gian là ngắn, trung bình và dài. Ở đây ngắn, trung bình và dài thể hiện bởi cái biểu tượng ở đây các bạn nhìn thấy là quartz này, meter này, và lăng. Giờ mình sẽ thử lựa chọn một chương trình nhé. Thì ở đây cái Aufwärmen có nghĩa là làm ấm. Ở chương trình này thì khi mình chọn vào, mình có thể lựa chọn là lang là thời gian dài thì nó sẽ tự động thiết lập thời gian là 30 phút ở đây. Hoặc mình có thể lựa chọn là quartz là thời gian ngắn thì bạn có thể thấy là thời gian đây thay đổi là 10 phút này. Và meter là 20 phút. Và nếu bạn ok thì bạn chỉ ấn cái nút đây, biểu tượng chữ V đây. Thì nồi sẽ hoạt động và cái chức năng làm ấm. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về các cái chương trình tự động khác này. Vì toàn bộ những cái biểu tượng ở trên này, chữ ở trên này đều là tiếng Đức nên mình sẽ giới thiệu qua với các bạn. Đầu tiên là Aufwärmen có nghĩa làm ấm. Và chương trình tiếp theo này, bạn có thể ấn nút menu nó sẽ nhảy xuống cái chương trình tiếp theo là chương trình Super. Super là khi các bạn nấu súp này. Còn Tam Garden là khi các bạn nấu các món hấp như các bạn muốn hấp thịt, hấp cá, hấp rau củ quả. Đây là chương trình nấu hấp. Và chương trình Smorgon là chương trình dùng cho các món hầm. Còn Anbraten là chương trình để nấu các cái món mà xào ở nhiệt độ cao ấy. Ví dụ như mình muốn xào thịt bò thứ là mình nên chọn chương trình Anbraten. Và chương trình tiếp theo là Sanfrit, đây là các món xào bình thường. Các món này thì các bạn có thể lựa chọn như xào rau, củ, quả, thứ. Tiếp theo là Bacon. Bacon chính là món nướng. Ở đây với nồi đa năng này, vậy các bạn có thể là sử dụng luôn để nướng bánh ngọt, các thứ làm các loại bánh mà cần qua chế độ nướng thì các bạn sử dụng đây. Và tiếp là Kochen là chức năng nấu thông thường. Còn Mio Spicer là dành cho các cái món mà liên quan đến sữa. Geist và Getreide đấy là khi các bạn nấu cơm thì các bạn có thể chọn cái chức năng này. Marmelade chính là để các bạn làm mứt, thì ví dụ như mứt đào, mứt nho hay mứt gì đấy mà các bạn có thể sử dụng chức năng. Và Hülsenfrüchte chính là cái món mà để nấu các loại hạt, ví dụ là đậu đỗ đấy. Còn như Sauerwieder đấy chính là một cái món nấu thịt bò theo phương cách của Ý hay Pháp gì đấy. Và risotto chính là cái món nấu gạo theo cái cách nấu gạo ở bên này. Nói chung là món đặc biệt ở châu Á sẽ không có hay hoặc là ít ăn. Pasta chính là về mì Ý, các món về mì Ý. Và nồi còn có chức năng cuối cùng là bạn có thể nấu là yogurt, là các bạn có thể làm sữa chua ấy. Như vậy là những cái chức năng chính ở đây thì mình đã giới thiệu qua với các bạn. Và có một lưu ý nữa là với một số chương trình đặc biệt, ví dụ như vài cái món mà các bạn muốn là các bạn có thể trộn trước gia vị cho thực phẩm mà muốn thực phẩm được ngấm trước khi mà các bạn nấu ấy, thì các bạn ví dụ như là cái món hầm này
là smorgon này, thì các bạn thường là ướp trước nhá. Thì các bạn có thể lựa chọn được cái thời gian ở cái phím đồng hồ ngay dưới cái phím tắt ở đây. Cái hình biểu tượng đồng hồ này nó có tác dụng là bạn có thể thiết lập được cái thời gian là sau bao nhiêu thời gian đấy thì chương trình sẽ chạy. Là ví dụ như là bạn bấm vào đây, bạn lựa chọn là 50 phút, sau 50 phút thì cái chương trình hầm của bạn sẽ được bắt đầu, có nghĩa là nó để luôn cho bạn đếm ngược thời gian cho bạn luôn là 5 phút này thì bạn có thể cứ trộn sẵn thực phẩm để trong đấy, và sau 50 phút thì nó sẽ chạy cái chương trình hầm của bạn. Và chương trình hầm đây thì nó, nếu bạn chọn luôn là Mister thì nó đã xác định luôn là về cái nhiệt độ cho bạn và cả thời gian nấu. Và lúc này các bạn ấn ok thì sau 50 phút thì chương trình hầm của các bạn sẽ được bắt đầu chạy theo cái chương trình mà nó thiết lập cho cái món hầm. Đấy là một ưu việt rất là tối ưu của nồi nấu đa năng của Bosch. Và sau tất cả các chương trình là gồm có thời gian các bạn đặt để chương trình bắt đầu chạy cộng với thời gian nấu của cái món hầm đấy, thì nồi cũng sẽ tự động là tắt nồi. Và các bộ phận đi kèm với nồi nấu đa năng của Bosch thì gồm đầu tiên chính là cái tháp của nồi. Đây là một cái phần giỏ mà các bạn có thể dùng để trong cái quá trình mà các bạn nấu các cái món chiên thì các bạn có thể sử dụng để cho thực phẩm vào đây và thả vào trong nồi. Đây chính là một cái phần để hỗ trợ nấu. Đây là còn có các loại như là muôi hay là thìa để xới cơm, dạng muôi để múc canh. Một cái cốc để các bạn có thể đếm đo được các cái lượng nước bạn cho vào. Còn đây là một cái giá để các bạn hấp này. Đây chính là cái vỉ hấp. Vỉ hấp này được sử dụng bằng nhựa rất là an toàn cho sức khỏe nhé. Loại nhựa rất là cao cấp của châu Âu, theo cái tiêu chuẩn của châu Âu. Với cái vỉ hấp này, vỉ hấp 2 tầng, tầng dưới tầng trên thì các bạn dùng để cho hấp các cái món mà các bạn muốn. Như vậy là Victor vừa mới giới thiệu xong với các bạn về nồi nấu đa năng thế hệ mới của Bosch MUC88 với công nghệ từ. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Victor, xin mời các bạn liên hệ victor.vn hoặc liên hệ qua Facebook Shop Victor hoặc liên hệ theo số Viber Zalo ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.